Trạm cứu hộ trái tim, Hà tiết lộ bí mật bố đẻ của Gôn khiến An nghiền sững người. Sau khi biết được bé Kitty là con gái Nghĩa, Nhiên như phát điên, cô ta không biết nên làm gì. Vậy là cô ả lại một lần nữa tìm tới Hà uy hiếp, gây khó dễ cho Hà. Nhưng Nhiên đã lầm, bởi Hà của ngày hôm nay đã khác với Hà của 3 năm trước. Không còn nhún nhường để Nhiên có thể ngông cuồng thích làm gì thì làm. Bước tới điểm hẹn, nhìn thấy Nhiên đang ngồi đợi sẵn, Hà tiến lại rồi bình thản ngồi xuống. Sao? Hôm nay cô gọi tôi đến đây, tính này muốn giở trò gì nữa hay sao? Ngân Hà lên tiếng hỏi. Nhiên nhếch mép cười. Tôi không ngờ, Ngân Hà, cô con dâu yêu quý của mẹ chồng tôi, bây giờ lại có thể mạnh miệng như vậy cơ đấy. Không biết nếu như mẹ chồng tôi biết được bộ mặt thật này của cô, liệu bà ta có còn yêu quý, bênh vực, bảo vệ cô như thế nữa hay không? Tôi không muốn đôi co với cô. Cô muốn gì hãy nói luôn đi, Hà gằn giọng. Nhiên cầm tấm hình bé Kitty trên tay rồi ném xuống bàn. Con gái của cô cũng xinh xắn, đáng yêu đấy. Nhưng không biết sau này lớn lên, nó biết được sự thật về quá khứ. Sinh bố nó đã khiến ông ngoại vào tù, rồi mẹ nó lại tống cổ bố đẻ của nó vào tù, rồi giăn díu với người yêu cũ. Liệu nó sẽ ra sao? Nghĩ thôi đã đủ thương xót lắm lắm rồi ý. Nhiên sử dụng lời nói đầy mỉa mai nhằm khiêu khích Hà. Hà ngạc nhiên có phần hơi lo lắng bởi thắc mắc tại sao bản thân đã luôn giấu kín bí mật nhưng lại không qua mặt được cô à. Nhưng cô đã trấn an được bản thân, lấy lại bình tĩnh, lên giọng nói. Nếu như vậy thì đã sao? Tôi nghĩ vấn đề của nhà tôi có cần cô An Nhiên đây phải lo lắng bận tâm tới mức phải gọi tôi ra đây không nhờ? Nếu cô cảm thấy rảnh quá, không còn việc gì để làm thì cũng về lo dần chuyện của mình đi. Con chó này! Nghe Hà đáp trả một cách bình thản, khiến Ả Nhiên như phát điên, đứng dậy quát lớn vào mặt. Rồi cầm lấy tấm hình của bé Kitty lên, ánh mắt đầy đe dọa và nói. Tao sẽ không để yên cho các người đâu. Ngân Hà cũng đứng dậy, cầm lấy tay An Nhiên rồi nói. Nếu vậy thì cô định làm gì mẹ con tôi? Nếu cô còn có ý định muốn đụng tới con gái tôi thì bỏ ngay cái ý định đấy đi. Nếu không muốn việc bố đẻ của Gôn là ai? Hay Gôn không phải là con của Nghĩa bị phanh phui? Nhớ đấy. Nói xong Hà vung tay An Nhiên ra rồi lặng lẽ ra về, bỏ mặc lại cho cô ả là nỗi bất an với hàng vạn câu hỏi vì sao. Nhiên vò đầu bứt tóc lầm bầm. Tại sao? Tại sao cô ta lại biết? Sao có thể được chứ? Nhiên như điên loạn, trợn mắt, đầu tóc bù xù sợ hãi thu mình lại.